Thời kỳ trổ bông đến chín là thời kỳ quyết định năng suất của lúa. Quản lý chế độ nước, phân bón giai đoạn này sẽ giúp cây lúa đủ dinh dưỡng, trổ thoát nhanh, tăng tỷ lệ hạt chắc, kéo dài tuổi thọ lá đồng và lá công năng, tạo điều kiện tăng khả năng quang hợp, chuyển hóa chất dinh dưỡng đã tích lũy từ thân lá về hạt, giúp cho hạt mẩy. Thưa quý vị và bà con nông dân, trong canh tác lúa, người nông dân luôn tìm mọi cách để cây lúa ra thật nhiều bông. Tuy nhiên thực tế, có nhiều bông chưa chắc đã trúng mùa, bởi vì năng suất cả vụ phụ thuộc rất nhiều vào số hạt chắc trên mỗi bông của từng cây lúa. Và để đạt được điều này, đòi hỏi người nông dân phải giàu kinh nghiệm, nắm vững quy trình kỹ thuật trong việc chăm sóc, đặc biệt là giai đoạn lúa trổ. Thời kỳ trổ bông đến chín là thời kỳ quyết định năng suất của lúa. Chăm sóc và bảo vệ lúa giai đoạn cuối vụ này sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ hạt chắc và trọng lượng hạt. Và với suy nghĩ này, người nông dân trước đây đã quyết định chọn giải pháp an toàn, tức là sẽ rải thêm một lần phân bón vào giai đoạn sau khi cây lúa thụ phấn đến lúc hạt lúa chín sát để đảm bảo năng suất cho cả vụ. Tuy nhiên hiện nay điều này không còn nữa. Chính việc áp dụng các gói kỹ thuật canh tác thông minh đang dần thay đổi tập quán trồng lúa của người dân, vừa tiết kiệm, mang lại hiệu quả cao, lại có thể thích ứng với tình hình khắc nghiệt của thời tiết. Về cái bón phân chín giờ trổ thì không còn bón phân nữa, bởi vì mình bón phân là đón đồng từ 45 ngày cho tới 48 ngày là mình đã dứt điểm rồi. Dạ. Mình bón theo cái phương pháp của cái mô hình thông minh thì rất là hay. Phải nói là cái mô hình thông minh rất hay, bị bón phân rất là cân đối, đủ hàm lượng đạm, lân và kali, trong đó nó có cái thằng thêm cái thằng silic nè, rồi cái thằng canxi, rồi thằng magie nữa. Cho nên là cái lúa mà khi trổ là mình không còn bón phân nữa. Theo các nhà khoa học, thực tế kỹ thuật bón phân cho lúa ngắn ngày ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ cần chia làm 3 lần bón, với lần 1 bón vào lúc sau khi gieo sạ 7 ngày, lần 2 bón sau gieo sạ 18 đến 20 ngày và lần 3 bón vào lúc gieo sạ 40 đến 42 ngày. Và trong 3 lần bón trên thì lần bón cuối, lần 3 là lần bón đón đồng nuôi hạt. Đây sẽ là lần bón quyết định nhất đến năng suất cuối cùng, bởi lúc này cây lúa đã phân hóa mầm hoa, cần dinh dưỡng để mầm hoa phát triển. Nếu bón sớm thì quá trình phân hóa mầm hoa sẽ không tốt, nếu bón trễ thì thiếu dinh dưỡng nuôi mầm hoa. Đồng thời cũng là lần bón khó khăn nhất do phải kết hợp theo dõi nhiều tham số để quyết định thời điểm bón và lượng phân để bón. Vì vậy, người nông dân cần chú ý đến chi tiết tính toán số ngày sau gieo sạ. Trên lý thuyết chung, thời điểm bón trong khoảng 40 đến 42 ngày sau sạ. Nhưng thời gian sinh trưởng của những giống lúa khác nhau cũng khác nhau, nên tốt nhất là lấy thời gian sinh trưởng của giống lúa trừ cho 50. Ví dụ, với giống lúa có thời gian sinh trưởng là 90 ngày, thì ngày bón phân đợt 3 được xác định là ngày thứ 40 sau gieo. Nếu giống có thời gian sinh trưởng chỉ 88 ngày, thì thời điểm bón là 38 ngày sau gieo. Nếu thời gian sinh trưởng 95 ngày, thì bón phân vào ngày thứ 45 sau gieo. Kế đến là yếu tố cây lúa có mầm đồng 1mm. Cụ thể, trước lúc bón cần bóc cây lúa ra, nếu thấy tim đèn, tức là mầm đồng, nhú lên 1mm mới bón. Và sau cùng là màu xanh của ruộng lúa. Tốt nhất phải đợi ruộng lúa ngã sang màu vàng tranh. Đặc biệt, nông dân cần lưu ý, nếu khi ruộng đã hội đủ hai căn cứ 1 và 2, nhưng ruộng lúa vẫn còn xanh, thì nên đợi 2 đến 3 ngày sau khi lúa bắt đầu xuống màu rồi mới bón. Và khi đã xác định được thời điểm bón, cần xác định lượng bón và hàm lượng của mỗi loại nguyên tố dinh dưỡng. Trong điều kiện không mua được phân chuyên dùng thì sử dụng phân đơn. Đặc biệt với lúa hè thu thì việc làm sao cho lúa cứng cây, chống đổ ngã tốt cũng rất quan trọng. Nên canxi và silic mặc dù đã được bón trước đó nhưng cũng cần được tiếp tục bón thêm bằng cách lựa loại phân giàu hai loại nguyên tố này. Nếu mà nói giai đoạn mà chăm sóc lúa trổ, trước trổ, trổ rồi chín, thì phải giai đoạn này phải nói là giai đoạn nông dân rất là cực lực. Thứ nhất là phải đi thăm đồng thường xuyên nè. Cái thứ hai nữa là cái giai đoạn mà trước trổ là mình coi mình bón đồng coi nó có cân đối hay không. Dạ, bón phân cân đối hay không. Cái thứ ba nữa là cái giai đoạn này là giai đoạn mình cần nước. Cây lúa nó cần nước, mình phải quản lý. Mà chúng tôi là quản lý theo phương pháp là dịch hại tổng hợp.
có nghĩa là quản lý từ cây mạ cho đến khi mà lúa trổ chín. Dạ, mình quản lý một cái nguyên một cái vòng tròn khép kín luôn. Cái vấn đề quan trọng là vấn đề lem lớp hạt. Lem lớp hạt là rất quan trọng. Cái lem lớp hạt nó có nhiều yếu tố tác nhân vào để mà cho cây lúa nó lem lớp hạt. Là trong cái quản lý mà cây lúa mà từ trổ cho đến khi chín á, thì làm sao phải chúng ta phải giữ lại cho nó được bộ lá đồng là từ 3 đến 4 lá. Tất nhiên là mình vẫn quản lý nghiêm ngặt từ 3 đến 4 lá đồng. Để cái lá đồng giai đoạn cuối nó là một cái nhà máy tổng hợp đường và bột cho cái hạt lúa. Mà nếu mà mình bị vi khuẩn tấn công, rồi đậu ôn tấn công, rồi nhện vé tấn công nữa thì cái bộ lá nó không sản xuất ra đường tinh bột để mà nuôi hạt lúa mình. Muốn làm được bộ ba lá đồng thì chúng tôi phải chăm sóc từ cây lúa mạ khỏe từ khi xạ cho đến khi lúa làm đồng. Chăm sóc làm phải cho cái lúa nó đừng bị tổn thương về bộ lá, đừng cho bị hư rễ, đừng cho bị vi khuẩn thối thân. Thành cho nên nó mới là được bộ cây lúa được bộ ba lá đồng. Theo các nhà khoa học, thời kỳ trổ bông đến chín là thời kỳ quyết định năng suất lúa. Trong đó, quản lý chế độ nước, phân bón giai đoạn này sẽ giúp cây lúa đủ dinh dưỡng trổ thoát nhanh, tăng tỷ lệ hạt chắc, kéo dài tuổi thọ lá đồng và lá công năng, tạo điều kiện tăng khả năng quang hợp, chuyển hóa chất dinh dưỡng đã tích lũy từ thân lá về hạt, giúp cho hạt mẩy. Cụ thể, vào khoảng 10 ngày trước khi lúa trổ, cần rút nước để lộ ruộng 2 ngày. Sau đó đưa nước trở lại, sẽ giúp các nhánh đã phân hóa vươn đốt rất nhanh và đồng loạt. Khi lúa trổ báo, cần rút hết nước. Chỉ cần giữ ruộng mềm buồn để vuông cày xới đất sẽ kích thích lúa ra mạnh đực rễ cuối cùng, cây lúa cứng cáp và phơi màu thuận lợi. Và khi lúa trổ gần xong, đạt trên 85% thì đưa nước trở lại ruộng ở mức 3-4cm. Thời điểm lúa chín đỏ đuôi, tháo nước chỉ giữ ruộng đủ ẩm. Điều tiết nước theo phương pháp này làm cho cây lúa trổ nhanh, chín tập trung, chín nhanh, hạt mẩy, cây lúa cứng hơn nên chống đổ tốt hơn, lại thuận lợi cho thu hoạch. Đặc biệt khuyến cáo nông dân không nên bón phân hay phun xịt bất cứ thứ gì khi lúa đang trổ. Chỉ có 3 thời điểm cần bón phân là thời gian 7-10 ngày sau sạ, 18-20 ngày sau sạ và 40-45 ngày sau sạ. Khi cây lúa đang trổ là rất mẫn cảm nên không được đụng vào. Khi lúa đã trổ xong, bắt đầu cong trái me để vào chắc thì có thể sử dụng thêm kali ở dạng phân bón lá. Cái nước quan trọng là bị trong cây lúa mình có thời gian cắt nước giữa vụ. Đến khi mình đón đồng thì phải đem nước vô cho cây lúa. Dạ. Để cho cái bộ rễ nó hút nước lên nó nuôi cho cái thân cây lúa. Khi nó trổ mà đến cong trái me rồi đó thì chúng tôi tháo nước ra hết. Thứ nhất là để cho cái nền mình nó được khô ráo, tránh ngã đổ. Cái thứ hai nữa là ở khu này khi trổ nước ra thì nó ráo phèn, cây lúa mình nó rất là rộ chắc rồi. Đặc biệt các nhà khoa học khuyến cáo, hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc kích thích sinh trưởng mà nông dân quen gọi thuốc phì, được quảng cáo làm tăng năng suất 10-15% và nhiều sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật cũng được các công ty khuyến cáo là làm to dài lá đồng nên tăng năng suất. Tuy nhiên, thực tế, nguyên lý sinh trưởng của cây lúa thì số lượng hạt trên bông, trọng lượng 1.000 hạt chủ yếu là do đặc tính giống và chế độ dinh dưỡng quyết định. Việc dùng thuốc phì không có ý nghĩa với việc tăng năng suất mà ngược lại có khi lại gây hại bởi khi sử dụng hóc môn sẽ làm cho lá to và dài, đồng thời cũng mỏng hơn nên lá lúa sẽ không đứng mà nằm ngang. Tác hại của việc sử dụng thuốc phì cũng giống như việc bón dư phân đạm ở thời kỳ đồng trổ. Các lá che khuất lẫn nhau nên hiệu quả quang hợp giảm, lượng axit amin tự do cao nên càng hấp dẫn côn trùng, đặc biệt là rầy nâu tấn công. Lá lúa mỏng trong điều kiện mưa gió nhiều sẽ có nhiều vết xước, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh bạc lá. Ruộng không thoáng sẽ là môi trường thuận lợi cho bệnh ung thư như khô vằn, đốm vằn. Mặt khác, việc dùng các kích thích sinh trưởng sẽ làm cho vỏ trấu bị hở, gây nên bệnh than vàng, than đen, làm giảm năng suất và chất lượng gạo. Với những ruộng này, bán cũng mất giá do tỷ lệ gạo gãy cao. Thưa quý vị và bà con nông dân, tùy theo hiện trạng đất đai và giống lúa mà người nông dân có thể điều chỉnh quy trình bón phân cho phù hợp. Cần phải chú ý là không để xảy ra hiện tượng thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng bởi vì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây lúa. Đặc biệt là ở giai đoạn lúa trổ,
bón đúng thời điểm, đúng liều lượng, đúng quy trình sẽ quyết định rất nhiều đến năng suất cả vụ. Thời kỳ trổ bông là cây lúa rất mẫn cảm. Quản lý chế độ nước, phân bón giai đoạn này sẽ quyết định đến năng suất lúa. Nông dân cần chú ý tuyệt đối không bón phân hay phun xịt bất cứ thứ gì khi lúa đang trổ. Chỉ khi lúa đã trổ xong, bắt đầu cong trái me để vào chắc, thì có thể sử dụng thêm kali ở dạng phân bón lá. Cây lúa thì nó có một giai đoạn, cái giai đoạn mà từ trổ đến hết chín là cái giai đoạn mà nó là chất lượng. Thường thường sau khi trổ, độ khoảng 4-5 ngày thì nó bắt đầu là các cái hạt phấn nó thụ phấn. Bây giờ làm thế nào để cho cái hạt phấn nó thụ phấn được đầy đủ thì các hạt nó sẽ là có được nhiều và đầy hơn. Cái thứ hai là phải đủ dinh dưỡng và chế độ nước cũng vừa phải. Những cái tác động đấy là nó làm cho cái bông lúa, cái hạt lúa nó thụ phấn được và nó đầy. Thì khoảng độ một cái hạt lúa mà khi nó nở ra cho đến khi nó chín thì khoảng trong cái điều kiện của miền Nam này thì khoảng 28 ngày thôi là thu hoạch. Thế nhưng những cái thời gian rất ngắn, nhưng mà nó phải hình thành từ cái vỏ trấu, từ tới không cho đến đầy cái hạt, cho nên vận chuyển rất là nhanh. Muốn như vậy thì phải cái dinh dưỡng là mình phải biết cung cấp nó đủ. Thì trước đấy thì bà con nông dân nghĩ rằng là lúc đấy là phải bón phân, nhưng mà trước kia thì cho đói không được. Bón phân lúc đấy người ta gọi là rước hạt, nhưng mà làm trong cái điều kiện là cây lúa nó xấu hoặc là đất nó kém thì anh làm như vậy được. Nếu không thì là lãng phí, bởi vì tất cả dinh dưỡng nó từ hút chưa rễ lên, đồng hóa trên lá, rồi nó xuống nó đưa về bông thì nó mới mất thời gian. Nếu mà cái giai đoạn trước mình bón cho nó đầy đủ rồi thì cây lúa nó khỏe, cái đồng lúa nó khỏe thì nó chuyển về trên bông rất là tốt. Cho nên là về bón phân thì cần đủ dinh dưỡng, nhưng mà không phải chờ đến lúc đấy mới bón, mà mình phải bón phân trước đó, tức là lúc làm đồng. Đấy, cho đồng nó to rồi thì là nó bù rễ, nó khỏe, nó về đấy. Thế nhưng một cái yếu tố thứ nhất là thời tiết lúc trổ không bị mưa, không bị gió và không bị sâu bệnh thì cái hạt nó được thụ phấn tốt hơn. Nhưng mà không bị mưa, không bị gió là cái chuyện đó là ngoài ý của chúng ta. Nhiều khi là chúng ta không điều khiển được. Cho nên nó bằng cách là phải chăm sóc dinh dưỡng để có thể nó bù lại. Nếu nó phù hợp, tức là thời tiết nó vừa ấm, vừa đủ, chứ đừng nắng quá. Nói với nhiệt độ nó thụ phấn khoảng 25, 27, 30 độ thôi. Nhưng mà nhiệt độ lên 47 độ thì hạt phấn có thể nó khô đi. Thì cái đó là mình bù lại bằng cách là giữ cái đất có nước để nó bốc hơi lên. Chứ mà nếu khô đi thì là không được. Cho nên cái chế độ nước vào lúc mà chuẩn bị nó từ cái hạt phấn rồi thụ phấn rồi làm sữa là phải tương đối đầy đủ. Rồi sau đó bắt đầu nó tắc sen rồi thì bắt đầu anh giảm nước đi, không cần nước lắm. Đấy, cho chế độ nước phải quản lý, chế độ phân bón phải quản lý và cái mật độ. Nếu như mà cái số bông lúc đó nó dày quá, nó che nhau thì cái thụ phấn nó không kém và dinh dưỡng nó không kém. Thế cho nên cái này là một cái để cho cái bông lúa mà sau khi trổ rồi nó được tắc đều thì nó là phụ thuộc vào một cái nhóm yếu tố mình gọi là một gói kỹ thuật. Tức là từ cái mật độ xạ, từ cái làm đất, từ giữ nước, từ bón phân, làm thế nào đó nó hài hòa để là khi mà là làm đồng thì nó rất là khỏe. Cũng như nói thực ra là giống như con người của ta, mà cái phụ nữ mà lúc mà có thai ấy, mà nó khỏe thì sinh con nó khỏe. Thì ở đây mình ví dụ không hoàn toàn như vậy, nhưng mà nó mang cái tính chất giống như vậy, thì cây lúa cũng như vậy. Thế cho nên là điều tốt nhất là phải áp dụng theo gói kỹ thuật, thì trong cái điều kiện mà thay đổi khí hậu đi nữa thì nó vẫn bảo đảm được. Khi bắt đầu thực hiện cái mô hình này thì cái điều tiên mà bà con ưu tư nhất là cái lượng giống giảm xuống, sợ không đủ. Vì quan niệm của bà con là khác, bảo là phải gieo nhiều để nhiều bông và nhiều hạt. Cái quan niệm đó rất là cũ. Cái thứ hai là thấy ít phân lại thì cũng sợ, bởi vì người ta quan niệm ta bón là phân là tốt mà. Nhất là phân đạm bón ra thì nó xanh. Thế nên người ta nghĩ là chắc là nó tốt. Nhưng mà họ chưa hiểu được về cái cơ chế hút và vận chuyển nó như thế nào. Thế cho nên là lúc đầu rất là khó khăn. Nhiều bà con là không tin lắm.
ngay làm trong mô hình tập huấn rồi giờ không tin lắm, thế nên là cũng có nơi người ta phải thêm giống vào hay là ta thêm phân vào, tự người ta thêm vào trong mô hình, thì cái đó là một cái. Nhưng nói chung thì kết quả trong mấy năm, ba vụ rồi, bây vụ này là vụ thứ tư, thì tất cả những người tham gia trong mô hình đều mang lại hiệu quả rất tốt rõ ràng. Thứ nhất là năng suất về khối lượng là hơn, cái thứ hai là về chất lượng cũng tốt, và thứ ba là giá thành nó giả hạ xuống, và thứ tư từ những yếu tố đó thì nó lời lên, tối thiểu nhất là cũng lời được 2-3 triệu, 2 triệu mấy, nhưng còn nhiều mô hình lời được 11 triệu. Vì vậy cho nên là hiện nay trong cái mô hình thì chúng tôi đánh giá từ 13 tỉnh, kể cả vụ này là vụ thứ tư, thì rất là thắng lợi. Bà con trong mô hình thì quá tin tưởng rồi, nhưng mà làm sao để mở rộng ra thì nó có một cái này là tức là phải tổ chức sản xuất, tức là ở địa phương phải nhìn thấy đấy là tiến bộ kỹ thuật, là cơ hội để tổ chức bà con lại huấn luyện, giúp đỡ bà con làm. Chứ còn bà con mà để làm một mình á, thì cũng không phải là tất cả đều là tham gia đâu, bởi vì họ vẫn cứ sợ, họ vẫn trong cái suy nghĩ họ là vẫn như vậy. Thì cái này là về cái hỗ trợ cấp trên hoặc là công ty mà này nó có giới hạn thôi, để mà làm gọi là làm cái mô hình cho người ta thấy. Bởi vì trong cái khuyến nông là tay trăm nghe không bằng một thấy, và trăm thấy không bằng tự mình làm. Nông dân tự làm, tự trao đổi thì là tốt hơn. Thì tôi nghĩ là chắc chắn là nó sẽ ra. Thưa quý vị và bà con nông dân, qua các kỳ phát sóng mỗi tháng, Ban cố vấn, ban biên tập chuyên mục Canh tác thông minh sẽ bình chọn ra một đề tài hay, cách làm mới của nông dân, có tính ứng dụng hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu để khen thưởng. Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất của quý vị và bà con về các mô hình mới hay trong nông nghiệp. Mọi thư từ và góp ý, bà con hãy gửi về cho chúng tôi theo hộp thư Canh tác thông minh vtv9a@gmail.com. hoặc tổng đài 1900-1773. Cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi chương trình, và chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Thâm canh, tăng vụ, thời gian cách ly giữa các vụ ngắn, xuống giống không đồng bộ là nguyên nhân chính dẫn đến dịch hại trên đồng lúa ngày càng tăng và làm tăng chi phí sản xuất. Để bảo vệ năng suất vụ mùa trong từng giai đoạn, đặc biệt là làm đồng đến đồng già lúa chín, người nông dân cần chú ý thăm đồng thường xuyên để kịp thời phát hiện và có biện pháp phòng trừ hiệu quả kịp thời. Nội dung cụ thể sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh tuần tới.